Thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn xảy ra tại các nút giao nhau trên toàn tuyến, vừa qua, Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với các quận huyện đã đi khảo sát một số tuyến đường nút giao nhau thường xuyên xảy ra va chạm giao thông để đề xuất phương án xử lý. Đây là khu vực Đoạn Cong, đường nhánh phía Bắc dẫn lên cầu vượt Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, nơi vừa xảy ra vụ xe bồn chở 20 tấn ga bị lật. Nguyên nhân chính là do tài xế thiếu quan sát, chạy quá tốc độ quy định, khi vào cua nên xảy ra tai nạn. Để cảnh báo từ xa, giảm thiểu tốc độ tối đa khi xe vào nút, đoàn khảo sát đã đề xuất lắp đặt thêm biển báo hạn chế tốc độ và bổ sung đèn nhấp nháy ánh sáng vàng kèm theo biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe tại vị trí đường cong lên cầu vượt Hòa Cầm. Còn đây là nút giao đường Đặng Huy Trứ, Kinh Dương Vương, khu vực có trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Nơi đây, lưu lượng phương tiện giao thông qua lại lớn, vào giờ cao điểm tan trường thường xuyên xảy ra va chạm giao thông. Đoạn đường này rất là tai nạn rất nhiều, nhất là buổi chiều học sinh các em đi học về là người ta không có xanh đỏ, người ta chạy vượt rất là ảo, là tai nạn đây là cũng bao nhiêu lần rồi. Qua khảo sát thực tế tại hiện trường, Ban An toàn giao thông thành phố thống nhất phương án lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại nút giao Đặng Huy Trứ, Kinh Dương Vương. Trong đợt này, quận Liên Chiểu đề nghị cải tạo, điều chỉnh biển báo và lắp đèn tín hiệu tại 8 vị trí thường xuyên xung đột giao thông, đều được đoàn khảo sát đưa vào danh mục cần xử lý trong năm 2021. Trong cái đợt 2 năm 2021 thì ra đề xuất là 8 điểm cần xử lý, là trong đó là chủ yếu là liên quan tới cái vấn đề là ví dụ như lắp đèn tín hiệu này tại cái nút ngã ba ngã tư thường xuyên xảy ra tai nạn, cũng như là các cái đoạn đường mà vỉa hè cũng như là mặt đường bị bong tróc cần sửa chữa, cũng như là bổ sung thêm các cái biển báo rồi vạch kẻ vỉa hè cũng như là vạch dẫn lối. Ngoài ra thì quận cũng có đề nghị thêm 3 cái vị trí liên quan tới cái vấn đề là cấm đậu xe vào ngày chẵn ngày lẻ. Theo đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, trong đợt 2, toàn thành phố có 40 vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông cần xử lý trong năm 2021 là hơn 3 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó, quận Cẩm Lệ có số vị trí phải cải tạo điều chỉnh nhiều nhất là 11 điểm và hai quận Thanh Khê, Hải Châu ít nhất là 3 điểm.